Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Tập 8. Chương 71, Kim Tiêu Giáo, Chín Mạch Đấu Pháp, 1. Rốt cuộc Thiên Tử Đại Tề lựa chọn hy sinh Phương Phủ hay là Lục Viễn Quân lựa chọn tàn sát Phương Phủ, hoặc là thuộc hạ dưới tay bọn họ nhìn chằm chằm Phương Phủ, những điều này đều không quan trọng. Bọn họ không thoát khỏi liên can với nguy cơ diệt môn của Phương Phủ. Hiện giờ Phương Phủ vẫn còn, Phương Vọng cũng không có ý định vội vã báo thù. Việc hắn phải làm chính là cố gắng tu luyện, chờ khi hắn đủ mạnh, ai cũng đừng hòng che chở kẻ thù của hắn. Hàn huyên trong chốc lát sau, đệ tử Phương Phủ bắt đầu tán gẫu đến việc ở tu tiên giới. Sóng gió Cực Hạo Tông đã chuẩn bị dừng lại, bất luận là Thiên Cương Thánh Thể Chân Công hay là Cửu Long Thần Biến Quyết đều không có người đạt được. Ít nhất bên ngoài là như thế, các đại giáo phái tham dự đều có thương vong. Gần đây, tu tiên giới xuất hiện một giáo phái thần bí tên là Kim Tiêu Giáo. Nghe nói khi Thái Uyên Môn, Thái Thanh Môn, Thanh Thiền Cốc, Cổ Ma Sơn tranh đoạt pháp khí đã cường thế ra trận. Cường giả của Kim Tiêu Giáo đã lấy lực lượng của bản thân đơn độc chặn lại trưởng lão của bốn giáo, đoạt được pháp bảo rồi nghênh ngang rời đi. Chậc chậc, hiện tại bên ngoài đã truyền rằng về sau tu tiên giới Đại Tề không chỉ có 9 đại giáo phái, mà là 10 đại giáo phái. Phương Mạc tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trên mặt tràn đầy chờ mong. Đều là thiếu niên, thiếu nữ huyết khí phương cương, ai không muốn nổi danh, ai không muốn trở thành nhân vật phong vân được chúng sinh sùng bái. Phương Vọng nghe cũng thấy thơm. Hai canh giờ sau, các tộc nhân chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Phương Vọng phân chia hết tất cả linh thạch, linh đan mà mình được nhận cho bọn họ, làm cho bọn họ cảm động không thôi. Sau khi ra khỏi Sơn Môn Động Phủ, Phương Vọng nhìn theo bọn họ ngự kiếm rời đi. Tuy rằng chỉ có một nửa số người nắm giữ ngự kiếm phi hành thuật, nhưng cũng đủ mang theo một nửa người khác xuống núi. Lần trước từ biệt, bọn họ còn phải đi bộ xuống núi. Cảm xúc trong lòng Phương Vọng so với các tử đệ khác càng nhiều hơn, bởi vì đối với hắn không chỉ hơn một năm không gặp. Rầm. Sơn Môn Động Phủ ở bên cạnh mở ra, Phương Vọng liếc mắt thấy Cố Ly từ Động Phủ đi ra, có điều nhìn quần áo của nàng rõ ràng là muốn ra ngoài, không phải là đi ra nhìn Phương Vọng. Ngươi rốt cục đã trở về rồi. Cố Ly mang hộp kiếm trên lưng đi đến trước mặt Phương Vọng, cười nói. Nàng đánh giá Phương Vọng, trong mắt tràn đầy dị sắc. Phương Vọng cười hỏi, Cố cô nương muốn đi xa nhà sao? Cố Ly gật đầu nói, gia tộc có việc, kêu ta trở về một chuyến. Phương Vọng đột nhiên nhớ tới, khi mới nhập môn, Chu Tuyết từng nhắc đến chuyện 20 năm sau Cố gia sẽ không còn tồn tại nữa. Nếu là hắn trước đây thì khẳng định không thèm để ý, nhưng đến bây giờ đã quen biết lâu như vậy, Cố Ly còn đặc biệt đi tìm hắn, chút tình ý này hắn tự nhiên hiểu được. Tưởng tượng đến Cố Ly có thể vì hộ tống, gia tộc mà chết đi, trong lòng hắn không khỏi trầm xuống. Nhưng cũng may là 20 năm sau, chờ Chu Tuyết trở về, hắn có thể cẩn thận hỏi thăm một phen. Hai người hàn huyên trong chốc lát, Cố Ly ngự kiếm rời đi, nhanh chóng biến mất bên trong sương mù dày đặc xung quanh Thái Uyên Môn. Phương Vọng đứng tại chỗ, xuất thần nhìn về phía chân trời. Nếu Chu Tuyết không trùng sinh, có thể hắn đã chết, từ đó không gặp được Cố Ly cũng có thể vì hộ tống gia tộc mà hy sinh. Vận mệnh bọn họ vốn dĩ là hai đường thẳng song song, hiện giờ lại quấn cùng nhau, chứng minh mệnh số có thể biến đổi. Chu Tuyết mạnh mẽ có thể phi thăng thành tiên tôn cũng rơi vào thân tử đạo tiêu, kết cục tu luyện lại một lần nữa, tu tiên thật sự có thể tiêu dao sao? Trường sinh bất tử có thực hiện được không? Hồi lâu sau, Phương Vọng thu hồi ánh mắt, xoay người trở lại trong động phủ của mình. Con đường tu tiên này còn đang chờ chính hắn tự đi tìm tòi, đi tìm ý nghĩa chân chính. Xuân đi thu đến, nháy mắt một cái đã trôi qua 2 năm. Thái Uyên Môn lại nghênh đón một trận tuyết lớn, tuyết bay đầy trời, các đệ tử qua lại trong tuyết vụ, trong cơn bão tuyết mênh mông thật nhỏ bé và mỏng manh. Trong động phủ, Phương Vọng đang vận công. 2 năm qua, hắn đã gần đạt tới tố linh cảnh tầng 8, giờ phút này đang xung kích vào tố linh cảnh tầng 9. Huyền Dương chân hỏa vờn quanh thân, trên đỉnh đầu hắn, thiên cung kích như ẩn như hiện. Đột nhiên, hắn mở to đôi mắt, trong mắt bùng lên ngọn lửa, một luồng khí mạnh mẽ bùng nổ, lay động toàn bộ bên trong động phủ.
Cố Ly ở động phủ bên cạnh dường như cảm nhận được cái gì, mở to mắt nhìn lại. Hắn lại đột phá à? Cố Ly âm thầm kinh hãi, năm ngoái nàng đã trở lại, nhưng một năm này nàng chưa từng gặp Phương Vọng. Phương Vọng bế quan, nàng cũng bắt đầu bế quan tu luyện, không hy vọng bản thân bị bỏ quá xa. Nàng thán phục và sợ hãi trước thiên tư của Phương Vọng, bỗng nhiên lại nghĩ đến lời nói phụ thân, thần sắc của nàng lại ảm đạm xuống. Chương 72, Kim Tiêu Giáo, Chín Mạch Đấu Pháp, 2. Bên kia, Phương Vọng đột phá thành công, bước vào Tố Linh Cảnh tầng 9. Hắn bắt đầu vận công điều chỉnh khí tức, ước chừng trôi qua 7 ngày, khí tức của hắn mới hoàn toàn ổn định. Hiện tại linh lực của hắn gấp khoảng 10 lần so với lúc đối mặt với Lý Hồng Cương, khiến lòng tự tin của hắn tăng lên gấp đôi. Thoải mái, Phương Vọng không đứng dậy nghỉ ngơi mà tiếp tục tu luyện. Khi đạt tới Tố Linh Cảnh tầng 9, hắn mơ hồ cảm giác bảo linh trong cơ thể sinh ra biến hóa, cụ thể là như nào thì hắn không rõ ràng lắm, cho nên hắn muốn nghiên cứu một phen. Mới vừa bước vào Tố Linh Cảnh, hắn đã hoài nghi chính mình có thể ngưng tụ ra bảo linh bản mệnh thứ hai, chỉ là không có cách nào xác định. Nửa tháng sau, tiếng chuông từ mạch thứ ba bỗng nhiên vang lên. Không chỉ riêng mạch thứ ba, tiếng chuông của các phong khác cũng vang lên liên tiếp làm tất cả các đệ tử đang tu luyện bừng tỉnh. Phương Vọng lấy lệnh bài đệ tử của mình ra, thanh âm của Dương Nguyên Tử từ đó truyền ra, các đệ tử, bao gồm cả đệ tử thân truyền, lập tức đến trước thanh tâm điện tập hợp. Lúc này, Phương Vọng nhét lại lệnh bài đệ tử vào trong túi trữ vật, sau đó đứng dậy sửa sang lại áo bào rồi mới cầm thanh quân kiếm rời khỏi động phủ. Vừa ra khỏi động phủ, hắn đã nhìn thấy Cố Ly. Cố Ly khẽ gật đầu với hắn, sau đó ngự kiếm bay lên không. Thấy nàng không nói gì mà rời đi luôn, Phương Vọng không quen lắm. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy Cố Ly đứng ở trên không, quay đầu lại nhìn về phía hắn, hỏi, Phương Sư Huynh, sao lại không đi? Phương Vọng lắc đầu bật cười, ngự kiếm đuổi kịp Cố Ly. Hai người đứng song song với nhau, ngự kiếm bay lên đỉnh núi. Cả mạch thứ ba có từng thân ảnh bay ra, tất cả đều bay tới đỉnh núi, hình ảnh hùng tráng. Tốc độ hai người rất nhanh, dọc đường cũng không hề trao đổi, nhanh chóng đi vào trước thanh tâm điện. Bọn họ vừa đáp đất đã có một đám đệ tử vây quanh, cầm đầu đúng là đại đệ tử Lý Ngu. Phương Vọng cùng Cố Ly bị các đệ tử trêu ghẹo, Cố Ly lại không hề phản bác, khiến cho Phương Vọng cũng không nỡ giải thích làm nàng mất mặt. Đại sư huynh, rốt cuộc có việc gì vậy? Sao động tĩnh lớn thế? Phương Vọng tìm đúng cơ hội hỏi. Lý Ngu nói, hẳn là chín mạch đấu pháp. Vốn dĩ diễn ra vào 3 năm sau, nhưng bởi vì Vương Triều Đại Tề sắp chuyển biến thành Vương Triều Tu Tiên cho nên bắt đầu sớm hơn. Nghe nói, sau khi kết thúc chín mạch đấu pháp sẽ có một cơ duyên đại. Lời nói này khiến các đệ tử càng hiếu kỳ. Đại cơ duyên. Phương Vọng nghe thấy chín mạch đấu pháp thì thực sự cảm thấy hứng thú. Trong tổng cương tu hành có ghi lại, cứ 10 năm, đệ tử chín mạch sẽ tiến hành đấu pháp, tranh đấu để xếp hạng mạch phong. Xếp hạng càng cao, tài nguyên tu hành đạt được càng nhiều, mà rất nhiều đại đệ tử đều từng là người mạnh nhất trong chín mạch đấu pháp. Bản thân Thái Uyên Môn là một trong chín đại giáo phái. Các giáo, các thế gia ở Thái Uyên Môn đều có nằm vùng. Ai ở trong chín mạch đấu pháp vượt trội hơn thì có thể nổi tiếng khắp tu tiên giới. Lục Viễn Quân cũng được nổi tiếng nhờ kiểu này. Sau khi thành danh, Thái Uyên Môn mới tuyên bố gã chính là Bảo Linh Địa Nguyên Trung Phẩm, giúp cho thanh danh của gã lên cao một bước. Đệ tử đến càng ngày càng nhiều, cũng không dám tham gia trao đổi với đệ tử trí kiếm, đệ tử thân truyền. Trước khu đất trống của thanh tâm điện hình thành từng vòng tròn, thiên tử đến đây. Không biết ai nói một câu khiến cho mọi người quay đầu nhìn lại, Phương Vọng cũng vậy. Chỉ thấy thiên tử Đại Tề mặc áo bào đệ tử trí kiếm ngự kiếm đến. Gã có dáng người thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, tuyết lớn rơi trên người không thể che giấu. Quanh thân như lộ ra một luồng long khí, khiến gã thoạt nhìn khác với các đệ tử xung quanh. Thiên tử tên là Triệu Chân, 13 tuổi kế vị, là thiên tử thứ ba của Vương Triều Đại Tề. Tề Cao Tổ lập quốc không đến 10 năm đã ốm chết, phụ thân của Triệu Chân 30 tuổi kế vị. Nhưng mới vừa lên làm hoàng đế không đến 2 năm đã chết, cho nên Triệu Chân tuy còn trẻ, nhưng là thiên tử Vương Triều Đại Tề tại vị dài nhất. Triệu Chân nhìn các đệ tử chăm chú bước chậm tới, đi thẳng đến trước mặt nhóm Lý Ngu và Phương Vọng, đưa tay hành lễ, cười nói, Triệu Chân ra mắt các vị sư huynh, sư tỷ. Ánh mắt y quét một vòng, xẹt qua Phương Vọng cũng không dừng lại.
Lý Ngu nhiệt tình cười nói, Triệu sư đệ không cần đa lễ. Đúng rồi, vị này chính là sư huynh Phương Vọng của ngươi, hắn đến từ phủ Phương Quốc Công ở Nam Khâu Thành, các ngươi có thể thân thiết nhiều hơn, dù sao trước kia cũng có thân phận thần tử. Ánh mắt Triệu Chân nhìn về phía Phương Vọng lộ ra tươi cười ôn hòa, nói, Phương Quốc Công vì Đại Tề lập chiến công, ta càng kính trọng. Hiện giờ phủ Phương Quốc Công xuất hiện sư huynh Phương Vọng thiên chi kiêu tử như vậy, về sau Phương Phủ nhất định có thể trở thành thế gia tu tiên, theo đuổi con đường trường sinh. Các bạn đang nghe chuyện Ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 73, Linh Đan Cảnh, 1. Nhìn Triệu Chân trưng ra bộ mặt tươi cười, Phương Vọng cũng mỉm cười đáp lại, nếu Đại Tề có thể trở thành vương triều tu tiên, thế gia tu tiên sẽ ngày càng nhiều, như vậy còn phải cảm tạ sự cố gắng của ngươi ấy chứ. Triệu Chân cười gật đầu, sau đó Lý Ngu bắt đầu giới thiệu những người khác cho Triệu Chân. Toàn bộ quá trình, Triệu Chân không hề có chút ngạo khí của thiên tử, mà các đệ tử khác cũng cảm thấy hứng thú với vị thiên tử này. Trên vùng đất rộng lớn này, vương triều thay đổi luân phiên. Sau mỗi lần vương triều đổi tên, tên tiền tố của tu tiên giới đều sẽ thay đổi theo. Mặc dù bọn họ tu tiên nhưng không cách nào hoàn toàn thoát ly phàm nhân, vương triều Đại Tề tương đương với cơ sở của tu tiên giới Đại Tề. Tu tiên chú trọng tài nguyên, phàm nhân là công cụ tu tiên giả khai thác tài nguyên, hơn nữa tu tiên giả cũng là những phàm nhân trổ hết tài năng. Trong số các đệ tử, rất nhiều người đều là phàm nhân đạt được cơ duyên, vừa mới bước lên con đường tu tiên. Trước khi tu tiên, hoàng quyền đối với bọn họ là cao cao tại thượng giống như trời cao, không thể chạm đến. Bây giờ, khi nhìn thấy thiên tử trở thành đồng môn cùng thế hệ với bọn họ, tâm tư của đại đa số đệ tử đều khó tránh khỏi có chút phiêu. Càng ngày càng nhiều đệ tử đến, làm cho trước Thanh Tâm Điện trở nên náo nhiệt, ồn ào. Số lượng đệ tử mạch thứ ba là hơn vạn, trong đó có 70% đều là đệ tử ngoại môn. Bọn họ được đệ tử thân truyền an bài đang đứng dưới sườn núi chờ đợi Dương Nguyên Tử lên tiếng. Mạch thứ ba như vậy, cái mạch hệ khác cũng không khác. Các đệ tử tụ tập cùng một chỗ, Phương Vọng thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng hoan hô vang lên từ ngọn núi bên cạnh, không biết chuyện gì có thể làm bọn họ cao hứng như vậy. Một lát sau, đại môn Thanh Tâm Điện mở ra, Dương Nguyên Tử chậm rãi đi ra, bái kiến sư phụ. Thanh âm của Lý Ngu bỗng nhiên vang lên, lấn át đi thanh âm của tất cả mọi người. Lời vừa nói ra, các đệ tử quay người lại, sau khi nhìn thấy Dương Nguyên Tử thì nhao nhao xoay người hành lễ. Bái kiến sư phụ, bái kiến phong chủ, hơn vạn thanh âm của mọi người hội tụ vào cùng một chỗ, vang vọng trời xanh. Ánh mắt của Dương Nguyên Tử liếc nhìn hàng đệ tử thân truyền, đệ tử trì kiếm, lại nhìn các đệ tử cấp dưới. Đại đa số đệ tử nhìn thấy lão đều rất kích động, cố gắng khắc chế cảm xúc. Hôm nay triệu tập mọi người đến đây là vì một chuyện. Ngày này tháng sau, chúng ta sẽ cử hành chín mạch đấu pháp. Sở dĩ sớm hơn mọi khi là bởi vì chín đại giáo phái đã thỏa thuận, hai đạo chính ma liên thủ, cùng nhau đẩy mạnh Đại Tề chuyển biến thành vương triều tu tiên. Dương Nguyên Tử mở miệng nói, ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng lời này làm cho các đệ tử không khỏi đưa ánh mắt về phía Triệu Chân. Mặt Triệu Chân không đổi sắc, như thể tất cả những điều này không liên quan đến vị thiên tử Đại Tề này. Chín mạch đấu pháp chia làm hai cửa ải. Cửa thứ nhất là đệ tử các mạch cạnh tranh, do phong chủ tuyển ra 9 vị đệ tử cùng với đệ tử 8 mạch khác tranh đấu. Cửa thứ hai là đệ tử 9 mạch đơn đấu, dựa theo số trận thắng để xếp hạng mạch phong. 9 vị đệ tử mạnh nhất sẽ đại diện cho Thái Uyên môn tham dự đại cơ duyên do 9 đại giáo phái liên thủ tổ chức. Dương Nguyên Tử giới thiệu đơn giản, cũng không nói rõ đại cơ duyên là gì. Lão dừng một chút, tiếp tục nói, Lý Ngu, trong 3 ngày tiếp theo, ngươi tự mình đến tuyển chọn đệ tử tham chiến. Phương Vọng không cần tham gia khảo hạch, trực tiếp đại diện mạch thứ ba xuất chiến. Được rồi, tiếp đến do đại sư huynh Lý Ngu của các ngươi tổ chức, Phương Vọng theo vi sư vào điện. Nói xong, Dương Nguyên Tử mặc kệ các đệ tử xôn xao, lập tức quay người đi vào điện. Phương Vọng lập tức đi theo sau. Hắn cảm nhận được rất nhiều ánh mắt rơi vào trên lưng mình, nhưng hắn cũng không có sợ hãi, ngược lại còn thật cao hứng, nếu để hắn gây giày vò 3 ngày thì thật sự quá lãng phí thời gian. Những đệ tử không biết Phương Vọng thì quay sang hỏi người bên cạnh, rất nhanh đã biết được Phương Vọng là thiên tài tuyệt thế. Đệ tử thân truyền đầu tiên ngay từ lúc nhập môn, thế là hoang mang cùng phẫn uất trong lòng nhất thời tiêu tán.
Triệu Chân nhìn bóng lưng Phương Vọng, trên mặt vẫn mang theo nụ cười như trước, chỉ là trong tay áo, hai tay y hơi nắm chặt. Sau khi vào trong điện, đại môn đóng lại, Phương Vọng lại đến trước mặt Dương Nguyên Tử. Dương Nguyên Tử ngồi xuống đối diện, nhìn hắn chằm chằm không biểu cảm. Sư phụ, hẳn là Đồ Nhi đã làm sai điều gì à? Phương Vọng ra vẻ hoang mang hỏi. Hắn nhớ rõ Nghiễm Cầu Tiên từng nói Dương Nguyên Tử rất keo kiệt. Dương Nguyên Tử khẽ nói, lá gan ngươi thật là lớn, trong mắt còn có vị sư phụ này không? Lời ta từng nói, ngươi còn nhớ rõ sao? Đương nhiên nhớ kỹ, một khắc cũng không dám quên. Phương Vọng đã sớm quên, dù sao đã qua hơn 200 năm. Ta bảo ngươi tu luyện thật tốt, ít ra cũng không nên ra ngoài nhiều. Nhưng ngươi đã làm gì? Vừa đạt đến Tố Linh Cảnh đã đi chiến Tố Linh Cảnh tầng 9, về sau còn chiến Linh Đan Cảnh tầng 3. Dương Nguyên Tử cả giận nói, ngữ khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Phương Vọng áy náy, hung hăng cam đoan. Mắng một hồi, Dương Nguyên Tử cảm thấy hài lòng, lúc này mới tươi cười nói, có điều chiến tích của ngươi không làm vi sư mất mặt, không tệ. Chương 74, Linh Đan Cảnh 2. Phương Vọng lập tức vuốt mông ngựa, nói, là sư phụ dạy tốt. Đừng, ta chưa dạy ngươi cái gì, ngươi còn vượt qua cả ta. Đồ Nhi chỉ may mắn lĩnh ngộ ra thôi, về sau còn phải nhờ sư phụ chỉ điểm, truyền công nhiều hơn. Câu nói này của hắn làm cho Dương Nguyên Tử càng thoải mái. Trên thực tế, trong lòng lão quả thực không được tự nhiên, chủ yếu là bởi vì Phương Vọng thi triển ra 36 kiếm kinh hồng mà lão chỉ luyện đến 27 kiếm. Có điều, thái độ của Phương Vọng rất tốt, không hề kiêu ngạo, thậm chí còn làm cho lão cảm thấy hổ thẹn. Đồ Nhi gặp phiền phức, lão lại ở đây ghen ghét Đồ Nhi, uổng là sư phụ. Phương Vọng, ngươi có thiên tư tuyệt thế, vi sư quả thật không thể chỉ điểm ngươi cái gì. Nhưng chúng ta có danh phận sư đồ, về sau ngươi muốn làm cái gì, vi sư sẽ dốc hết toàn lực ủng hộ ngươi. Vi sư từng xin trưởng môn để ngươi tu hành Cửu Thiên Thương Lôi kiếm trận, nhưng trưởng môn cũng không thể tùy tiện đồng ý, bởi vì không hợp quy củ. Về sau ngươi phải cố gắng tranh thủ cống hiến cho tông môn, có gì cần vi sư mở lời cứ việc nói với vi sư. Dương Nguyên Tử hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía Phương Vọng tràn ngập chờ mong. Phương Vọng vội vàng nói, đa tạ sư phụ, Đồ Nhi chuẩn bị xung kích Linh Đan Cảnh, sư phụ có thể chỉ điểm một chút không? Bên trong Huyền Dương Thần Kinh đề cập tới Linh Đan Cảnh cần ngoại lực gia trì. Càng tạo ra được linh đan tốt, sau này tu hành càng có trợ giúp, giảm bớt xác suất xuất hiện tâm ma, cho nên đột phá linh đan cảnh không đơn giản chỉ dựa vào nạp khí. Sắc mặt của Dương Nguyên Tử cổ quái hỏi, ngươi đã đạt tới Tố Linh Cảnh tầng 9. Phương Vọng theo thói quen che giấu khí tức để Dương Nguyên Tử không thể nhìn thấu tu vi của hắn. Đối mặt với câu hỏi của sư phụ, Phương Vọng chậm rãi gật đầu, nhìn thấy khóe miệng Dương Nguyên Tử giật một cái. Lão phá lệ để Phương Vọng trực tiếp tham gia chín mạch đấu pháp là bởi vì chiến tích của Phương Vọng, không nghĩ tới tu vi của Phương Vọng đã đạt tới Tố Linh Cảnh tầng 9. Thực lực của Phương Vọng, tiểu tử này mới nhập môn 3 năm thôi nha. Dương Nguyên Tử tốt xấu gì cũng đã sống hơn 300 năm, giờ phút này cũng không nhịn được cảm thấy tự ti. Nghiễm Cầu Tiên nói đúng, so với Phương Vọng, lão thật quá bình thường. Dương Nguyên Tử hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, Linh Đan Cảnh có thể trực tiếp luyện thành. Nhưng nếu có được thiên tài địa bảo rèn luyện gân cốt, ngưng tụ Linh Đan, sau này sẽ có sự trợ giúp với việc ngộ đạo. Nói cho ngươi biết trước, lúc trước các giáo tranh đoạt truyền thừa của Cực Hạo Tông phát hiện một chỗ phúc địa, ẩn ở biên giới Đại Tề, bên trong chất chứa vô số thiên tài địa bảo. Bởi vì chúng ta phát hiện bóng dáng của giáo phái của vương triều tu tiên khác, cho nên chúng ta không thể không hòa đàm, chuẩn bị cùng nhau chiếm lĩnh phúc địa này. Chỉ cần ngươi có thể ở trong chín mạch đấu pháp trổ hết tài năng, có thể cùng nhau đi tới chỗ phúc địa đó. Sau khi vào phúc địa, những gì đoạt được đều thuộc về ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi không thể giành được một trong chín vị trí, vi sư cũng sẽ giúp ngươi thu thập. Đã nói đến tận đây rồi, dĩ nhiên Phương Vọng phải tỏ thái độ. Lúc này, hắn mở miệng nói, sư phụ yên tâm, Đồ Nhi nhất định ra sức thể hiện, để sư phụ cùng mạch thứ ba vẻ vang. Dương Nguyên Tử lộ ra nụ cười tươi, nói, cho dù là đệ tử Linh Đan Cảnh cũng chưa chắc có thể trổ hết tài năng, nhưng vi sư rất kỳ vọng vào ngươi. Nếu như có thể giúp mạch thứ ba đoạt được bài danh tốt, đệ tử toàn mạch đều sẽ chịu ơn ngươi, sau này trợ giúp ngươi tranh đoạt vị trí đại đệ tử. Không cần thiên tư mạnh hơn, bồi dưỡng cũng không có ý nghĩa.
Mạch thứ ba bây giờ xếp hạng thứ hai đếm ngược, Dương Nguyên Tử nhìn như không thèm để ý, trên thực tế trong lòng cũng nghẹn một hơi. Hai sư đồ cứ như vậy trò chuyện, ước chừng sau nửa canh giờ, Dương Nguyên Tử mới để Phương Vọng rời đi. Đi ra khỏi Thanh Tâm Điện, Phương Vọng nhìn thấy Lý Ngu cùng các đệ tử thân truyền khác đã tổ chức tranh cử tỷ thí. Đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn đều đang xem kịch. Bọn họ cũng biết mình không có tư cách tham dự, nhưng có thể nhìn thấy các tu sĩ cảnh giới cao đấu pháp cũng làm bọn họ rất phấn chấn, chí ít cũng mở mang tầm mắt. Phương Vọng lặng lẽ rời đi. Trước tiên hắn trở lại động phủ của mình, hắn đột nhiên phát hiện trước sơn môn có một thân ảnh đang chờ đợi mình. Chu Tuyết, trên người nàng mặc áo bào đệ tử thân truyền của Thái Uyên Môn, đang tựa vào trước sơn môn, trong tay thưởng thức một cây sáo. Nhìn thấy Phương Vọng trở về, trên mặt nàng lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi rốt cục trở về. Phương Vọng bước nhanh đến trước mặt Chu Tuyết, cao hứng nói. Các bạn đang nghe chuyện ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 75, Đa Mệnh Bảo Linh, Đấu Pháp Bắt Đầu, 1. Là nhớ ta hay là nhớ công pháp và pháp thuật trên người ta? Chu Tuyết cười trêu chọc, nàng đánh giá Phương Vọng, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Phương Vọng đi đến bên cạnh nàng, vừa mở cửa vừa nói, vào trò chuyện đi. Ừ, hai người. Bước vào trong động phủ, sơn môn đóng chặt lại. Bọn họ đi đến trước bàn ngồi xuống, Phương Vọng châm trà cho Chu Tuyết, đồng thời hỏi, Phương phủ đã đến Phương Cảnh chưa? Chu Tuyết gật đầu nói, đã có hơn 100 tử đệ chuyển vào Phương Cảnh, do Ngũ Thúc và phụ thân ta cùng chủ đạo, ra ra tọa trấn ở Nam Khâu Thành. Lão ấy nói không thể để cả Phương phủ đều rời khỏi, lão sợ Nam Khâu Thành xảy ra nhiễu loạn. Phương Vọng nghe xong, khẽ nhíu mày. Yên tâm đi. Chỉ cần thân phận thực sự của Bạch Y Kinh Hồng không bị bại lộ, Phương Phủ sẽ không bị Thanh Thiền Cốc và Lý Gia trả thù. Về phần Lục Viễn Quân, gã trợ giúp Hoàng đế Đại Tề tiến vào Thái Uyên Môn, bây giờ kế hoạch biến Đại Tề thành vương triều tu tiên đã bắt đầu, tất nhiên gã sẽ không dám thu thập linh hồn nữa. Với lại đứng ở góc độ của gã, khẳng định sẽ không trả thù Phương Phủ để tránh bị bại lộ. Về phần Hoàng đế Đại Tề Triệu Chân, y cũng thật là độc ác. Chu Tuyết nói đến đây, trên mặt lộ vẻ trào phúng. Phương Vọng hỏi, sao lại nói lời ấy? Y ám sát thừa tướng làm việc này, đồng thời ấn lên cho thừa tướng tội danh Chu Di cửu tộc, công bố Phương Phủ gặp tập kích trước đó có liên quan đến thừa tướng. Không chỉ Phương Phủ, tất cả những thành trì khác bị tàn sát đều quy tội cho thừa tướng, sau đó đã Chu Di cửu tộc của thừa tướng trong khoảng thời gian ngắn. Chu Tuyết trả lời. Phương Vọng nhíu mày, hỏi, còn có những thành trì khác sao? Ngoại trừ quốc công phủ mà ta đã đến trước đó, bọn họ còn tìm tới hai quốc công phủ khác, cũng đã tàn sát hai quốc công phủ ở mấy thành trì đó. Lục Viễn Quân ít nhất đã thu thập được 100 vạn vong hồn. Nghe được lời nói của Chu Tuyết, Phương Vọng không khỏi nghĩ đến cuộc giao lưu trước đó với Triệu Chân. Vị hoàng đế này nói chuyện và khí chất có vẻ ôn hòa và ấm áp. Thật khó mà tưởng tượng được sau lưng lại làm ra nhiều chuyện ngoan độc như vậy. Phương Vọng híp mắt, nói, mục đích của Lục Viễn Quân là thu thập linh hồn, nhờ Triệu Chân hỗ trợ an bài. Triệu Chân liền thuận thế để cho người của Lục Viễn Quân diệt trừ quốc công phủ có uy hiếp với y. Chu Tuyết gật đầu, nói, không sai, hơn nữa làm như vậy, sự tình thoạt nhìn cũng chỉ là một vụ thảm án tranh chấp giữa hoàng quyền và thần quyền, không liên quan đến tu tiên giới. Nhưng thừa tướng kia đã chết, sau này chúng ta muốn báo thù chẳng phải là không có chứng cứ, tu sĩ đã giúp Lục Viễn Quân hành sự còn sống sót không? Phương Vọng nhíu mày hỏi. Chu Tuyết cười như không cười, nói, thật sự muốn báo thù còn cần chứng cứ sao? Chứng cứ chỉ là để thuyết phục bản thân. Việc báo thù cứ giao cho ta, ngươi hãy an tâm tu luyện. Nói cho ngươi biết chân tướng chỉ là hy vọng ngươi không bị mặt ngoài của Lục Viễn Quân và Triệu Chân lừa gạt. Phương Vọng đang muốn nói tiếp thì bị Chu Tuyết ngắt lời, nói về chín mạch đấu pháp lần này đi. Ngươi nhất định phải tranh, bởi vì chín đệ tử chiến thắng sau cùng có thể tiến vào Đại Thánh Động Thiên. Đại Thánh Động Thiên chính là bí cảnh được lưu truyền từ thời thượng cổ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Thái Uyên Môn sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Đây cũng là sự kiện đặt nền móng cho Thái Uyên Môn quật khởi. Đại Thánh Động Thiên. Phương Vọng cảm thấy hứng thú, ngay cả Chu Tuyết cũng để cho hắn đi tranh, ắt hẳn bên trong có rất nhiều lợi ích. Lần này ta cũng sẽ tiến vào Đại Thánh Động Thiên, khi nào ngươi có thể tiến vào, ta sẽ giới thiệu chi tiết cho ngươi.
Đại Thánh Động Thiên sẽ là bước ngoặt của tu tiên giới ở Đại Tề, đồng thời chúng ta cũng sẽ gặp được tông môn tu tiên của các vương triều khác. Nói không chừng còn có thể gặp được một vị tuyệt đại thiên tài Bảo Linh Thiên Nguyên nữa. Chu Tuyết cười nói, lời này của nàng khiến Phương Vọng càng có hứng thú với Đại Thánh Động Thiên hơn. Phương Vọng hiếu kỳ hỏi, hai năm qua ngươi làm gì, chỉ để chiếu cố Phương Phủ thôi sao? Chu Tuyết lắc đầu nói, đương nhiên không phải, ta cũng phải cố gắng để trở nên mạnh hơn. Hiện tại ngươi đang ở cảnh giới nào? Không nói cho ngươi, nhưng ta biết ngươi đã đạt tới Tố Linh cảnh tầng 9. Tay phải của Chu Tuyết nâng má, nàng nhìn chằm chằm Phương Vọng, cười nói. Thần sắc của Phương Vọng cứng đờ, không nghĩ tới Chu Tuyết vậy mà có thể nhìn thấu tu vi của hắn, xem ra Vô Tức Tự Nhiên Công có phương pháp phá giải à. Nói thật, ngươi có thể đánh bại Lý Hồng Cương thật sự nằm ngoài dự liệu của ta, xem ra tiểu tử ngươi vẫn giấu ta một tay. Không sao, cứ giấu đi, ngươi như vậy mới có thể làm cho ta yên tâm hơn. Chu Tuyết tiếp tục cười nói. Nàng đã bắt đầu so sánh Phương Vọng với những thiên tài thiên cổ trong trí nhớ kiếp trước. Phương Vọng giả vờ khụ một tiếng, hỏi, đúng lúc ta có một chuyện muốn hỏi, người tu hành chỉ có thể có một bảo linh bản mệnh thôi sao? Chu Tuyết vừa nghe thấy vậy thì nheo mắt lại, hỏi, chẳng lẽ không gian bảo linh của ngươi có gì đó khác thường sao? Phương Vọng không giấu giếm, nói ra cảm nhận của bản thân. Sau khi hắn nói xong, Chu Tuyết không hề chấn kinh mà nói với một loại ngữ khí đầy cảm khái, thì ra là thế, thảo nào thiên tư của ngươi mạnh như vậy. Không sai, trên đời quả thực có tu sĩ tồn tại không chỉ một bảo linh bản mệnh. Ta từng gặp một vị thiên kiêu có nhiều bảo linh nhất. Y có được 9 bảo linh bản mệnh, phi thăng cùng với ta. Sau khi phi thăng càng không thể ngăn cản và trở thành tồn tại mà ta cũng phải ngưỡng vọng. Chương 76, Đa Mệnh Bảo Linh, Đấu Pháp Bắt Đầu, 2. Phương Vọng nhíu mày hỏi, thật hay giả, cảnh giới nào có thể làm cho tiên tôn ngưỡng vọng nhỉ? Cái gọi là tiên tôn chỉ là một loại tôn xưng ở thượng giới mà thôi. Ta cũng không phải là tồn tại mạnh nhất ở thượng giới, nếu không cũng sẽ không trở về hiện tại. Chu Tuyết trả lời, nàng dường như không muốn nói nhiều về thượng giới nữa mà tiếp tục nói về bảo linh bản mệnh. Cảnh giới tu hành chia làm dưỡng khí, tố linh, linh đan, huyền tâm, ngưng thần. Nói chung, có được bảo linh địa nguyên là có hy vọng xung kích ngưng thần cảnh. Hiện nay, đại tu sĩ ngưng thần cảnh trong tu tiên giới Đại Tề có thể đếm được trên đầu ngón tay, đủ để thấy được tầm quan trọng của phẩm giai bảo linh. Người bảo linh đa mệnh bởi vì có thêm một hoặc hai bảo linh bản mệnh mà có nhiều khả năng hơn các tu sĩ khác. Lấy ngươi làm ví dụ, phẩm giai của bảo linh bản mệnh thứ hai của ngươi chưa hẳn đã thấp hơn bảo linh bản mệnh thứ nhất, nhưng cũng có thể là bất nhập lưu, hoàn toàn dựa vào tạo hóa. Chắc hẳn khi ngươi đột phá đến linh đan cảnh là có thể tạo nên bảo linh bản mệnh thứ hai. Phương Vọng nghe xong, cảm xúc dâng trào. Mặc dù hắn chưa từng sử dụng thiên cung kích, nhưng trước đó ở trong thiên cung, hắn đã từng cầm thiên cung kích để thi triển Cửu Long Thần Biến Quyết. Uy lực kia vô cùng kinh khủng, đủ để chứng minh thiên cung kích mạnh hơn pháp khí thượng phẩm Thanh Quân Kiếm. Giả sử có thêm một bảo linh bản mệnh nữa. Hai người tiếp tục trò chuyện, Phương Vọng hỏi và Chu Tuyết trả lời. Dần dần, Phương Vọng càng ngày càng hiểu rõ hơn về tu tiên giới. Một canh giờ sau, Chu Tuyết đứng dậy chuẩn bị rời đi, Phương Vọng lập tức đưa tiễn. Đừng đưa yêu cầu nữa, khi nào ngươi thành tựu linh đan cảnh, ta sẽ truyền cho ngươi một pháp thuật nữa, nhất định sẽ không để ngươi thất vọng đâu. Chu Tuyết đi tới phía trước nói, Phương Vọng bĩu môi, thầm nghĩ ta là loại người chỉ muốn đòi hỏi thôi à. Được rồi, ngày đó sẽ không còn xa nữa. Ừ. Một tháng trôi qua rất nhanh. Trong một tháng này, hiếm thấy Phương Vọng không tu luyện mà trồng linh thảo linh hoa trong động phủ. Ngày chín mạch đấu pháp đã đến, lệnh bài đệ tử của hắn truyền đến linh lực ba động. Hắn lập tức cầm lấy lệnh bài đệ tử, thanh âm của Dương Nguyên Tử từ bên trong truyền đến, Phương Vọng lập tức đến thanh tâm điện. Phương Vọng đứng dậy, thu dọn qua loa một phen, sau đó đi ra khỏi động phủ. Vừa mới bước ra liền nhìn thấy Cố Ly, Phương Vọng không khỏi nhíu mày. Cố Ly chú ý đến thần sắc của hắn, tức giận nói, thế nào? Cảm thấy ta không có tư cách đại diện cho mạch thứ ba sao? Cũng không hẳn, chỉ là ngươi mới nhập môn. Ngươi sẽ không cho rằng chín mạch đấu pháp đều là linh đan cảnh tranh đấu lẫn nhau chứ? Chẳng lẽ không phải sao? Làm sao có thể, linh đan cảnh đã có tư cách tấn thăng trưởng lão và chấp sự cấp thấp rồi. Mặc dù quả thực có đệ tử linh đan cảnh tham dự chín mạch đấu pháp,
nhưng linh đan cảnh chỉ chiếm không đến 4 phần 10. Cố Ly hừ lạnh, những lời này đã giúp Phương Vọng biết rõ hơn về Thái Uyên Môn. Trên linh đan cảnh chính là huyền tâm cảnh, dựa theo những gì Chu Tuyết nói, phong chủ các mạch đều là huyền tâm cảnh, về phần ngưng thần cảnh, chỉ có trưởng môn Quảng Cầu Tiên mới đạt tới. Phương Vọng cười nói, đi thôi, chúng ta phải dành vinh quang cho mạch thứ ba. Ừ. Cố Ly lườm hắn một cái, sau đó hai người cùng nhau ngự kiếm tiến về phía Thanh Tâm Điện, trên đỉnh núi. Trước Thanh Tâm Điện, Dương Nguyên Tử và đại đệ tử Lý Ngu đã chờ sẵn. Sau khi hai người Phương Vọng hạ xuống, còn bốn người nữa vẫn chưa đến. Không lâu sau, bốn người còn lại lần lượt chạy tới. Phương Vọng phát hiện ngoại trừ hắn và Cố Ly ra, còn có ba vị tố linh cảnh, tất cả đều ở tố linh cảnh tầng 8. Thảo nào mạch thứ ba lại đứng hàng thứ hai đếm ngược trong lần đấu pháp trước. Dương Nguyên Tử liếc nhìn chín đệ tử phía dưới, mặt không biểu tình, nói, bởi vì có đệ tử mới tham gia nên ta giới thiệu lại các quy tắc một lần nữa. Chín mạch đấu pháp tiếp theo sẽ áp dụng hình thức đơn đấu một, do phong chủ chọn lựa đối thủ, chỉ có thể chọn mạch phong có xếp hạng cao hơn mạch phong của mình. Các đệ tử của mỗi mạch tiến hành luân phiên đấu pháp. Chúng ta có 7 lựa chọn, mà mạch được xếp hạng thứ nhất chỉ có thể chờ những mạch khác khiêu chiến. Trong quá trình đấu pháp, nếu như các đệ tử mạch phong có xếp hạng cao hơn bị đánh bại thì xếp hạng sẽ bị người thắng thay thế. Mạch phong bại có thể cân nhắc có nên tiếp tục khiêu chiến nữa hay không, nhưng 9 đệ tử tham chiến không thể thay thế người được chọn. 9 đệ tử sau cùng có số trận thắng đơn nhiều nhất sẽ đại biểu cho Thái Uyên Môn đến Động Thiên Phúc Địa mưu cầu cơ duyên. Các bạn đang nghe chuyện Ta ở Nhân Gian Đạp Đất Thành Tiên của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 77, Xung Phong, 1. Sau khi nghe Dương Nguyên Tử giới thiệu xong, Phương Vọng cảm thấy không ổn lắm. Nếu chín suất cuối cùng được xác định chỉ dựa trên số trận thắng thì việc càng xếp hạng phía sau chẳng phải càng có lợi hơn sao? Chỉ cần mạch phong xếp hạng thứ hai không đi khiêu chiến mạch phong xếp hạng thứ nhất, chẳng phải là có thể ép mạch thứ nhất nghẹn chết sao? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại hiểu ra, đây là chín mạch đấu pháp. Trước tiên là tranh đấu giữa chín mạch, sau đó mới là cuộc tranh đấu cá nhân. Việc khiêu chiến với mạch nào cũng không phải là đệ tử có thể tính, đối với phong chủ mà nói, xếp hạng của mạch phong mới là quan trọng nhất. Còn chín vị trí cuối cùng là lợi ích của cá nhân đệ tử. Mạch phong xếp hạng thứ hai chắc chắn sẽ thách đấu mạch phong xếp hạng thứ nhất, nếu không thì lại phải chờ thêm 10 năm nữa. Việc xếp hạng của mạch phong liên quan đến phân phối tài nguyên của tông môn cũng hấp dẫn đệ tử tham gia. Giống như mạch thứ nhất có số lượng đệ tử nhiều nhất. Đợi đã, Chu Tuyết ở mạch thứ nhất, Lục Viễn Quân cũng ở đó. Đột nhiên Phương Vọng cảm nhận được áp lực từ mạch thứ nhất, không thể chạm vào mạch đó. Có điều, mạch thứ ba xếp hạng thứ 8 có lẽ cũng sẽ không khiêu chiến với mạch thứ nhất. Dương Nguyên Tử tiếp tục nêu một số hạng mục cần lưu ý, chín vị đệ tử nghe một cách nghiêm túc, cho đến khi chuông ở chủ thành của tông môn vang lên, Dương Nguyên Tử mới dẫn họ rời đi. Mọi người ngự kiếm phi hành. Đứng ở giữa trời cao, Phương Vọng nhìn thấy 10 tòa mạch phong bao quanh chủ thành của tông môn đang có nhiều đệ tử bay đi, xuyên qua màn sương tuyết mờ mịt. Tiếng chuông trong chủ thành tông môn vang lên không ngừng. Từng khu vực trong thành tỏa ra ánh sáng màu vàng, có tới 32 luồng, ngưng tụ ở giữa không trung thành 32 tấm gương vàng hơi mờ. Ở khoảng cách gần, Phương Vọng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của một đài đấu pháp thật lớn trên mặt kính. Đài đấu pháp đó nằm ở trung tâm chủ thành tông môn, dài rộng trăm trượng, bên cạnh có pháp khí trận pháp, phía ngoài là một tòa lầu các. Trong ngày thường, các đệ tử đều giải quyết ân oán ở nơi này. Phương Vọng đi theo Dương Nguyên Tử tiến về phía đài đấu pháp. Đệ tử của chín mạch đều đã tới chủ thành, giải rác ở khắp nơi. Không cần đến gần đài đấu pháp, chỉ cần nhìn lên những tấm gương vàng đó là có thể xem cuộc chiến. Một số đệ tử không thể ngồi yên đã bắt đầu mở các bàn cá cược để các đệ tử dùng linh thạch và linh khí đan đặt cược. Đó là Phương Vọng ca, hắn cũng sẽ tham gia. Trên một con phố, Phương Hinh nhìn Phương Vọng bay xẹt qua không trung, kích động nói. Ba tử đệ của Phương Phủ đi theo bên cạnh cũng kích động đứng bật dậy, đại sự tông môn quan trọng như vậy, Phương Vọng mới chỉ gia nhập 3 năm mà đã có thể tham gia. Đây là thiên tư, những tộc nhân này không ghen tị, chỉ có sự tự hào vô tận. Phương Vọng càng nổi danh, bọn họ càng được lợi ích. Trong màn sương tuyết mờ mịt, Phương Hàn Vũ bịt mắt ngự kiếm bay đến.
Mặc dù y không nhìn thấy thân ảnh của Phương Vọng, nhưng y đến để xem Phương Vọng chiến đấu. Sau khi trở về và nghe thấy chiến tích của Bạch Y Kinh Hồng, y lập tức hiểu được Phương Vọng chính là Bạch Y Kinh Hồng. Thực lực của Bạch Y Kinh Hồng không khó để tham gia vào chín mạch đấu pháp. Sau khi Phương Hàn Vũ Tố Linh, thực lực đã tăng lên đáng kể. Đáng tiếc y không giết ra khỏi vòng nội bộ của mạch thứ hai được. Thực lực tổng hợp của mạch thứ hai xếp hạng 3, không phải mạch thứ ba có thể so sánh. Tên của mạch phong được lấy theo xếp hạng lần sớm nhất. Mạch thứ ba từng xếp hạng thứ ba, nhưng hiện tại đã rơi xuống xếp hạng thứ 8, mạch thứ ba trở thành một trò cười lớn nhất trong Thái Uyên Môn. Phương Vọng đi theo Dương Nguyên Tử vào lầu các ở bên cạnh đài đấu pháp. Dương Nguyên Tử tự ngồi xuống trước ghế trên đài, còn các đệ tử đứng phía sau. Sư phụ, chúng ta nên khiêu chiến với mạch nào trước? Lý Ngu mở miệng hỏi. Phương Vọng nhìn các mạch phong khác liên tiếp bay vào các lầu các khác, tạm thời không thấy thân ảnh của Chu Tuyết. Dương Nguyên Tử bình tĩnh nói, đầu tiên, chúng ta hãy khiêu chiến với mạch thứ 5. Mạch thứ 5, lần trước xếp hạng mạch phong thứ 7, mạch thứ 3 khiêu chiến với họ sẽ nhận ít áp lực nhất. Một lúc sau, Phương Vọng nhìn thấy mạch thứ nhất. Trong nhóm đệ tử mạch thứ nhất đến đây, Lục Viễn Quân và Chu Tuyết cũng có mặt. Sau thời gian một nén nhang, quảng, cầu tiên cùng một nhóm trưởng lão từ ngọn núi cao nhất bay xuống, Dương Nguyên Tử và các phong chủ đều đứng lên, khiến cho tất cả các đệ tử phía sau lưng họ bình tĩnh lại. Trước đây, Tham Thụy Chân Nhân là trưởng lão đảm nhiệm việc khảo hạch nhập môn, nhưng hiện tại lão đang đứng trên đài đấu pháp, thoạt nhìn vẫn không đứng đắn như 3 năm trước. Trước khi chín mạch đấu pháp 10 năm một lần bắt đầu, chắc hẳn phong chủ của các mạch đã giải thích rõ các quy tắc. Tổng cộng trong vòng 7 ngày, chư vị sẽ chậm rãi chiến đấu, không biết là mạch nào muốn trở thành khiêu chiến giả đầu tiên. Tham Thụy Chân Nhân cười nói, thanh âm của lão thậm chí truyền qua 32 mặt kính, vang lên khắp cả thành. Dứt lời, ánh mắt Tham Thụy Chân Nhân quét qua từng lầu các. Dương Nguyên Tử không mở miệng mà nhắm mắt lại. Ước chừng 7 ngày đã đủ để mỗi mạch đều lên đài, kẻ bại cũng có thể tiếp tục khiêu chiến, miễn là có đệ tử tham chiến. Rất nhanh, mạch thứ 5 nói, mạch thứ 5 thách đấu với mạch thứ 2. Chương 78, Xung Phong, 2. Sau khi nói xong, một đệ tử phía sau bay lên đài, một đệ tử của mạch thứ 2 cũng nhảy lên đài đấu pháp. Bốn vị trưởng lão ngồi bốn phía trên đài đấu pháp ngay lập tức thi pháp, khởi động trận pháp. Pháp khí bên cạnh đài đấu pháp toát ra một vầng sáng màu trắng nhạt, trong quá trình dâng lên không ngừng khuếch trương, cho đến khi nó được nối liền với những vầng sáng khác. Sau khi thiết lập trận pháp xong, Tham Thụy Chân Nhân tuyên bố trận đấu pháp bắt đầu. Hai bên tham chiến đều là linh đan cảnh, hiển nhiên là muốn có một khởi đầu thuận lợi. Phương Vọng theo dõi một cách nghiêm túc, cũng muốn xem cuộc chiến của linh đan cảnh. Trận đấu với Lý Hồng Cương kết thúc quá nhanh, làm cho hắn chưa hiểu rõ cách chiến đấu giữa linh đan cảnh bình thường như thế nào. Có điều nói đi cũng phải nói lại, mạch thứ 5 rất cứng đầu, xếp hạng thứ 7 lại khiêu chiến với mạch thứ 2 nằm trong 3 hạng đầu. Ngay từ khi trận đấu bắt đầu, hai đệ tử đã ngưng tụ bản mệnh pháp khí của mình, bọn họ nhanh chóng thi triển phép thuật chiến đấu từ xa, các loại phép thuật liên tục bùng nổ, tiếng nổ vang không ngừng. Đài đấu pháp cực kỳ vững chắc, bất luận gặp phải pháp thuật nào, mặt ngoài vẫn trơn bóng như ngọc, không chút tổn hại. Các đệ tử trong chủ thành đang theo dõi cuộc chiến nghị luận cùng với hảo hữu, khiến toàn thành luôn trong tình trạng ồn ào náo nhiệt. Trận chiến đầu tiên kéo dài nửa nén nhang, đệ tử của mạch thứ hai giành chiến thắng, nhưng y không rời sàn đấu mà tiếp tục nghênh chiến. Sư phụ, lát nữa ai trong chúng ta sẽ lên đài trước? Lý Ngu mở miệng hỏi. Y cũng không kích động giống đệ tử các mạch khác, dù sao, mấy lần diễn ra chín mạch đấu pháp gần đây đều làm cho bọn họ cảm thấy xấu hổ. Dương Nguyên Tử nhắm mắt lại, nói, ngươi an bài đi. Nghe vậy, Lý Ngu quay đầu nhìn về phía các vị đệ tử, nhíu mày. Bạch Y Kinh Hồng là ai? Lý Ngu yên lặng nghĩ đến tên Bạch Y Kinh Hồng lưu truyền trong giới tu tiên, tự nhiên y cũng đã nghe nói đến. Có thể thi triển Kinh Hồng Thần Kiếm Quyết chắc chắn là người thuộc mạch thứ ba, nhưng Dương Nguyên Tử và các trưởng lão của mạch thứ ba đều thể thốt phủ nhận. Điều này khiến y mạnh dạn dự đoán Bạch Y Kinh Hồng có thể là một đệ tử thân truyền nào đó. Rất nhanh, ánh mắt của Lý Ngu dừng ở trên người Phương Vọng. Y hỏi, Phương sư đệ, ngươi nguyện ý xung phong không? Phương Vọng gật đầu nói, tất nhiên muốn. Nhưng nếu ta đi lên, các ngươi sẽ không có cơ hội nữa. Phương sư huynh chắc chắn có thể được. Chu Bác nịnh nọt nói. Đúng,
Chu Bác cũng đã giành được một trong 9 vị trí của mạch thứ 3, Phương Vọng có chút nghi ngờ y đi cửa sau. Ánh mắt của các đệ tử khác nhìn Phương Vọng đầy tò mò. Tính lại thì Phương Vọng đã là đệ tử thân truyền ngay từ khi mới nhập môn, vầng hào quang này quả thật quá lớn, vì vậy các đệ tử khác đều thầm đưa ra yêu cầu cho hắn cao hơn. Cố Ly khẽ lắc đầu, trong lòng thở một hơi dài, xem ra hôm nay nàng không lên được đài rồi. Mạch thứ 2 và mạch thứ 5 tiếp tục đấu pháp một canh giờ, cuối cùng chấm dứt với màn thất bại của mạch thứ 5. Mạch thứ 5 có 5 người trọng thương, có thể nói là 10 phần thê thảm. Trưởng lão xung quanh đài đấu pháp rất đông, hơn nữa trên đài còn có Tham Thụy chân nhân, không có khả năng chết người. Tiếp theo là mạch thứ 9, đệ tử của mạch phong này lúc ban đầu xếp hạng cuối cùng, thế nhưng mở miệng lại đòi khiêu chiến với mạch thứ nhất. Lúc này Phương Vọng mới biết được lần trước mạch thứ 9 xếp hạng thứ 4 trong 9 mạch đấu pháp. Thứ 4 khiêu chiến thứ nhất, rất có quyết đoán, cũng cứng đầu giống như mạch thứ 5. Mạch thứ nhất không phải Lục Viễn Quân vào sân trước, cũng không phải Chu Tuyết, nhưng đệ tử này có thực lực rất mạnh. Bằng một kiếm pháp liên tiếp thắng 4 trận, kết quả cuối cùng dùng thần sắc bình tĩnh thay đổi người. Phương Vọng âm thầm so sánh một phen, Lý Hồng Cương chỉ sợ không phải đối thủ của đệ tử mạch thứ nhất này. Mạch thứ nhất không hổ là mạch phong mạnh nhất. Không đến nửa canh giờ, mạch phong đấu pháp lần này kết thúc. Mạch thứ nhất thắng lợi, bọn họ chỉ thua một trận, toàn bộ quá trình chỉ có 4 người lên, Chu Tuyết không lên đài. Xem ra Chu Tuyết có địa vị rất cao trong mạch thứ nhất, trong lòng Phương Vọng tò mò. Chu Tuyết đi ra ngoài 3 năm, sau đó trở lại, nàng đã thể hiện ra thực lực như thế nào để đạt được vị trí như vậy. Tất cả các đệ tử trong toàn thành đều thán phục mạch thứ nhất cường đại, trong khi các đệ tử của mạch thứ nhất cảm thấy vinh dự, mỗi người đều kiêu ngạo không thôi. Tiếp theo mạch nào muốn khiêu chiến? Tham Thụy chân nhân đứng trên đài đấu pháp hỏi, khi nghe xong, tiếng của Dương Nguyên Tử vang lên, mạch thứ 3 thách đấu mạch thứ 5. Lời vừa nói ra, toàn thành ồ lên. Trước đó mạch thứ 5 khiêu chiến mạch thứ 2 thất bại, trọng thương 5 người, còn chưa được bao lâu, mạch thứ 3 muốn lợi. Dụng lúc người ta gặp khó khăn à? Đây là an bài ban đầu của Dương Nguyên Tử. Phương Vọng vốn dĩ tưởng rằng Dương Nguyên Tử sẽ thay đổi chủ ý sau khi mạch thứ 5 bị thua, không ngờ lão không có ý thay đổi. Khá lắm, xem ra 9 mạch đấu pháp là làm thật đấy, sóng ngầm cuồn cuộn luôn. Các đệ tử của mạch thứ 3 nhìn về phía Phương Vọng không nói hai lời, lập tức đi tới rìa lâu các rồi nhún người nhảy vào đài đấu pháp. Là ngươi, tiểu tử kia trưởng thành rất nhanh. Tham Thụy chân nhân nháy mắt với Phương Vọng, mở miệng nói lời trêu chọc. Các bạn đang nghe chuyện Ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 79, một chiêu. Đối mặt với lời trêu chọc của Tham Thụy chân nhân, Phương Vọng chỉ có thể cười gật đầu. Nhìn thấy Phương Vọng lên đài, Quảng Cầu Tiên trên lầu lập tức điều chỉnh tư thế ngồi, ánh mắt nhìn Phương Vọng toát ra vẻ mong đợi. Chu Tuyết nhìn thấy Phương Vọng nhưng lại thờ ơ. Lục Viễn Quân biết được Phương Vọng chính là Bạch Y Kinh Hồng, thế là nhẹ giọng cười nói. Vị này là Phương Vọng sư đệ của mạch thứ 3, hắn rất mạnh, chắc chắn là người mạnh nhất trong đội hình mạch thứ 3 lần này. Gã vừa nói như vậy, các đệ tử mạch thứ nhất vốn còn có chút nghi ngờ Phương Vọng lập tức cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ sẽ không hoài nghi phán đoán của Lục Viễn Quân, bọn họ chỉ buồn bực là từ khi nào mạch thứ 3 lại có một đệ tử như vậy. Cùng lúc đó, toàn thành đều vang lên tiếng chỉ trích. Mạch thứ 3 bỏ đá xuống giếng nha, lần này, mạch thứ 5 phải hạng chót rồi. Ha ha ha, vị sư đệ này mới nhập môn đúng không? 9 mạch đấu pháp chính là tàn khốc như vậy đấy. Dù sao cũng là tranh giành tài nguyên tu hành cho cả mạch, đương nhiên phải lấy lợi ích làm chủ rồi. Đừng nóng vội, lúc này mới bắt đầu thôi, mạch thứ 3 sớm muộn sẽ bị bao vây tấn công. Cho dù mạch thứ 3 thắng cũng là không võ mà thắng, nếu là bại thì mất mặt quá trời quá đất rồi. Người kia là ai vậy, dáng dấp thật anh tuấn nha. Trong thành, đệ tử Phương Phủ thấy Phương Vọng lên đài thì đều kích động. Bọn họ thi nhau giới thiệu Phương Vọng với các đồng môn của mình. Bên trong một quán trọ, thiên tử đại tề là Triệu Chân đang ngồi bên cửa sổ. Y nhìn lên gương vàng trên trời, nhìn dáng người Phương Vọng, mày kiếm của y nhíu chặt lại. Phương Vọng lên đài không bao lâu, một đệ tử của mạch thứ 5 nhảy lên đài đấu pháp. Người này cầm trong tay một thanh trường kiếm, lúc trước giao phong với mạch thứ 2, y đã thắng 2 trận,
chắc chắn là người mạnh nhất trong đội hình mạch thứ 5. Phương Vọng nâng tay phải lên, bảo linh bản mệnh dần dần ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn. Thiên cung kích. Hắn không thể thi triển kinh hồng thần kiếm quyết, như vậy sẽ bại lộ thân phận, mà đại thiên dẫn lôi thuật lại tiêu hao rất nhiều linh lực, chẳng bằng dùng thiên cung kích chiến đấu. Hắn sắp ngưng tụ bảo linh bản mệnh. Thứ hai, cũng nên sử dụng thiên cung kích một lần chứ. Thiên cung kích dài một trượng hiện ra trên đỉnh đầu Phương Vọng, được tay phải hắn cầm lấy. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lưỡi kích lóe ra hàn mang, hình rồng trên thân kích rất sống động, phảng phất như một con rồng thật. Thiên cung kích vừa xuất hiện lập tức gây nên xôn xao không nhỏ. Bảo linh bản mệnh hình trường binh, phương thiên họa kích, hiếm thấy. Một vị trưởng lão bên cạnh Quảng Cầu Tiên vuốt râu cười nói, các trưởng lão khác cũng nói theo, thiên cung kích này vừa nhìn đã biết không đơn giản. Quảng Cầu Tiên cười không nói, không đàm luận cùng bọn họ. Ánh mắt Chu Tuyết khóa chặt trên thiên cung kích, đôi mi thanh tú cau lại, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong mắt lộ ra dị sắc. Thiên cung kích dài một trượng quá lớn, lớn đến mức nhìn thấy Phương Vọng cầm nó làm cho người ta có một cảm giác vô cùng áp bách. Đó chính là bảo linh bản mệnh của hắn à. Đôi mắt đẹp của Cố Ly tràn đầy vẻ chờ mong. Trước kia nàng cho là bảo linh bản mệnh của Phương Vọng là một thanh kiếm, không nghĩ tới lại là trường binh. Tham Thụy chân nhân nhìn chằm chằm thiên cung kích, mày nhăn lại. Kiến thức của lão rộng rãi, lần đầu tiên nhìn thấy thiên cung kích liền biết bảo linh bản mệnh này không đơn giản. Bảo linh địa nguyên, chẳng lẽ còn cao hơn phẩm giai bảo linh bản mệnh của Lục Viễn Quân? Lục Viễn Quân ở trên lầu của mạch thứ nhất cũng bị thiên cung kích hấp dẫn ánh mắt. Giờ khắc này, đa phần mọi người trong cả thành đều bị tạo hình của thiên cung kích hấp dẫn. Bảo linh bản mệnh thật là khí phách. Tuy mắt Phương Hàn Vũ bị vải trắng che mất, nhưng trên thực tế y có thể nhìn thấy được, trong lòng y rất kinh ngạc. Phương Vọng không phải kiếm tu sao? Trên đài đấu pháp, tay phải của Phương Vọng xoay tròn thiên cung kích, sau đó rút lại đâm về phía trước, mũi kích chỉ về phía đệ tử kiếm tu của mạch thứ 5, cười hỏi, vị sư huynh này, chuẩn bị xong chưa? Nếu đã muốn tranh, vậy thì cứ bộc lộ tài năng đi. Dù sao Phương Vọng vẫn còn con át chủ bài mạnh hơn. Đệ tử kiếm tu của mạch thứ 5 bị thiên cung kích nhắm vào, cảm nhận được cảm giác áp bách cực lớn, nhưng trước mắt bao người, y cũng sẽ không sợ. Vậy thì tới đi, đệ tử kiếm tu lạnh lùng nói. Lời vừa dứt, Phương Vọng đột nhiên buông tay, thiên cung kích bắn ra với tốc độ kinh khủng, xé rách không khí, sinh ra tiếng nổ chói tai, giống như một luồng hàn quang phóng thẳng tới chém giết đệ tử kiếm tu. Đồng tử của đệ tử kiếm tu co rụt lại, theo bản năng giơ kiếm ngăn cản. Chương 80, một chiêu, hai. Keng, lưỡi kích đâm vào trên lưỡi kiếm, một luồng lực lượng không thể tưởng tượng nổi ập đến, trực tiếp đánh bay đệ tử kiếm tu linh đan cảnh ra ngoài. Trong chớp mắt y đâm vào màn sáng của trận pháp ở rìa đài đấu pháp, máu tươi từ trong miệng phun ra rồi lập tức rơi xuống đất. Yên tĩnh, toàn thành lập tức yên tĩnh, trong 32 mặt gương vàng, Phương Vọng vẫn duy trì tư thế giơ tay. Mà thiên cung kích vẫn dừng lại tại chỗ lúc trước đệ tử kiếm tu đứng. Tất cả mọi người và cả các chủ mạch của chín mạch ngồi trên lầu các đều bị kinh động. Kiểu thắng lợi nghiền ép như vậy lúc trước cũng từng xuất hiện rồi, nhưng không khoa trương như vậy. Dương Nguyên Tử vuốt râu, âm thầm thở dài một hơi. Lão vẫn sợ Phương Vọng thi triển kinh hồng thần kiếm quyết. Trận chiến này vừa diễn ra, trong mắt đệ tử Thái Uyên Môn, Phương Vọng chẳng dính dáng gì đến kiếm tu. Lợi hại quá, Phương sư huynh. Chu Bác đột nhiên hoan hô, thanh âm đánh vỡ sự yên tĩnh, dẫn đến các lầu các xung quanh đài đấu pháp đều vang lên tiếng bàn luận. Một trưởng lão nhanh chóng đến bên đệ tử kiếm tu, kiểm tra thương thế, sau đó đưa ra khỏi trận pháp. Rất nhanh, tên đệ tử thứ hai lên đài. Đây là một nữ đệ tử, mặt tràn đầy vẻ tức giận. Nàng không nói hai lời, trực tiếp ngưng tụ bảo linh bản mệnh, là một thanh trường kiếm màu bạc. Nàng thi triển kiếm pháp, lưỡi kiếm lai động, từng đóa kiếm hoa do kiếm khí ngưng tụ thành phóng thẳng tới Phương Vọng. Tay phải Phương Vọng vung lên, thiên cung kích lơ lửng giữa không trung lần nữa bộc phát ra tốc độ kinh khủng. Ngự kiếm thuật đại viên mãn, thiên cung kích cường thế chu diệt từng đóa kiếm hoa, dọa nữ đệ tử đến hoa dung thất sắc. Nàng vội vàng vọt lên, nào biết thiên cung kích lại thay đổi phương hướng, vạch ra một đường vòng cung hoàn mỹ. Ở giữa không trung, thiên cung kích lấy thân kích nện lên phần bụng của nữ đệ tử, làm nữ đệ tử bay ra ngoài đài đấu pháp, đập vào màn ánh sáng của trận pháp,
sau đó rơi xuống đất. Tóc tai nữ đệ tử bù xù, nàng cố nén đau đớn, muốn đứng dậy, kết quả một ngụm máu nóng xông lên cổ họng, làm nàng không nhịn được phun lên mặt đất. Hoa, lại là một chiêu đánh bại. Mặc dù đệ tử mạch thứ 5 đã từng trải qua ác chiến, nhưng thực lực không đến mức chênh lệch xa như vậy chứ. Đây là ý nghĩ trong lòng của đại đa số đệ tử, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Phương Vọng đã thay đổi rồi. Ánh mắt của trưởng lão các mạch nhìn Phương Vọng cũng thay đổi rồi. Phong chủ mạch thứ 5 nhíu mày, một đệ tử phía sau lão nhảy ra, trèo lên trên đài đấu pháp. Đến đi. Đây là một nam tử trung niên khôi ngô, y đưa tay ngưng tụ ra bảo linh bản mệnh của mình, chính là một cây trường tiên. Phương Vọng lập tức phóng về phía y, đồng thời nâng tay phải lên, thiên cung kích từ giữa không trung rút về, nhanh chóng rơi vào trong tay hắn. Nam tử trung niên tung người nhảy lên, trong túi trữ vật bên hông bay ra một thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm nhanh chóng biến lớn, chân y đạp lên phi kiếm, tay phải vung roi, rất nhiều mảnh tiễn nhỏ màu vàng bắn về phía Phương Vọng, giống như một trận mưa to, thanh thế rất lớn. Chân Phương Vọng đạp tuyệt ảnh bộ, nhẹ nhàng tránh né rồi đột nhiên dừng lại, ném thiên cung kích trong tay lên không trung. Lúc này, hai người cách nhau không đến năm trượng, trong khoảng cách như vậy, nam tử trung niên bị uy thế của thiên cung kích dọa đến căng cứng. Cả người, căn bản không kịp né tránh. Âm thanh va chạm đinh tai nhức óc vang lên. Chỉ thấy trước mặt nam tử trung niên xuất hiện một chiếc gương màu vàng, có mấy phần giống như 32 chiếc gương vàng trong chủ thành. Chiếc gương cứng rắn này đã ngăn cản thiên cung kích. Phương Vọng nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tốt, trận chiến này mạch thứ 3 thắng, mạch thứ 5 đổi người. Một thanh âm uy nghiêm từ trên đài vang lên, người nói chuyện chính là Tham Thụy chân nhân. Chỉ thấy lão giơ một tay ra, chiếc gương màu vàng nhanh chóng bay vào trong tay áo lão. Nguyên lai là trưởng lão xuất thủ. Phương Vọng thở dài một hơi, còn tưởng rằng đối phương mạnh như vậy. Trong không trung, đầu nam tử trung niên đầy mồ hôi, ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn về phía Phương Vọng. Liên tiếp thắng 3 trận mà lại là nghiền ép tuyệt đối, các đệ tử trong cả thành đều phấn khích. Trong những trận chiến trước đó, không ai thể hiện ra được khí phách như vậy. Trong lúc nhất thời, những ngôn luận liên quan đến mạch thứ 3 không võ mà thắng đều biến mất, thay vào đó là những câu hỏi về thân phận của Phương Vọng. Rất nhanh, cái tên Phương Vọng đã truyền ra khắp thành. Tin tức đệ tử thân truyền của hắn cũng được lan truyền ra, khiến cho Phương Vọng trong mắt các đệ tử càng tăng thêm sắc thái truyền kỳ. Mạch thứ 5 từ bỏ. Phong chủ mạch thứ 5 mở miệng nói, sắc mặt của lão vẫn bình tĩnh như cũ, tựa hồ cũng không cảm thấy mất mặt. Lúc này, Tham Thụy chân nhân tuyên bố, mạch thứ 3 thắng, thay thế xếp hạng của mạch thứ 5, đứng hàng thứ 7. Phương Vọng đưa tay thu hồi thiên cung kích, đang chuẩn bị xuống đài. Lúc này, thanh âm của Dương Nguyên Tử truyền đến, mạch thứ 3 tiếp tục khiêu chiến mạch thứ 6. Tham Thụy chân nhân cũng ngẩn người, thầm mắng Dương Nguyên Tử cướp lời lão. Phương Vọng lười nhớ xếp hạng của các mạch, vô luận Dương Nguyên Tử lựa chọn ai, hắn đều nguyện ý đánh một trận. Phương Vọng gánh thiên cung kích trên vai, ánh mắt nhìn về phía lầu các của mạch thứ 6, tư thế và ánh mắt của hắn khiến các đệ tử mạch thứ 6 có cảm giác như đang bị khiêu khích. Các đệ tử mạch thứ 3 thì rất kích động, vị Phương sư huynh này thật bá khí. Mạch thứ 3 rất lâu chưa từng xuất hiện nhân vật như vậy. Nói dễ nghe là đại sư huynh Lý Ngu đối xử với mọi người ôn hòa, trên thực tế không ít người cho rằng Lý Ngu quá mềm yếu nên đã kéo hình tượng của mạch thứ 3 xuống. Các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.